Phụ nữ TV xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu ngày hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020. Xin kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, xin gửi đến các bạn những thông tin về giá hồ tiêu trên thế giới. Thưa các bạn, trên sàn Kochi của Ấn Độ, giá hồ tiêu kỳ hạn giao ngay vẫn không thay đổi ở mức là 33.166,65 rupee trên tạ. Kỳ hạn giao tháng 6 năm 2020 thì đã tăng lên 50 rupee trên tạ và giao dịch quanh mức là 33.650 rupee trên tạ. Trên sàn SMX của Singapore thì giá hồ tiêu vẫn không thay đổi ở mức là 6.500 USD trên một tấn. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước ngày hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá hồ tiêu đã đồng loạt giảm 1.000 đồng so với phiên giao dịch trước. Mức giá hồ tiêu trong nước giao dịch từ 46.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giảm đi 1.000 đồng xuống còn mức giá là 47.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, mức giá là 46.500 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng so với phiên giao dịch trước. Tại tỉnh Đắk Nông, có mức giá là 47.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giảm đi 1.000 đồng xuống còn mức giá là 49.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu ngày hôm nay ở mức là 48.000 đồng 1 kg và giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai còn 46.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.